hoặc là thể hai pha, trong đó cái pha dương nó cao, có thể là lớn hơn hoặc bằng 2,5 mm ha. Đối với trường hợp mà nó tăng gánh nhĩ trái, thì trong tăng gánh nhĩ trái thì nó sẽ làm giãn rộng cái sống P. Lúc này sống P của mình nó có thể rộng, cái thời gian của nó có thể kéo dài là 0,12 giây trở lên. Nó có hai mốc, nó có hai đỉnh hoặc là có mốc. Còn ngoài ra thì chúng ta còn có thể nhìn thấy được ở hình ảnh ở V1. Ví dụ như mình thấy được là sống P dạng hai pha, trong đó thì cái pha âm của mình nó rộng ha, rộng, thời gian của nó có thể lớn hơn bằng 0,04 giây và có thể có mốc. Trong trường hợp mà nó dày hai nhĩ, tăng gánh hai nhĩ thì các bạn sẽ thấy là sống P của mình nó vừa cao và vừa rộng, có hai đỉnh hoặc là hai mốc ở chuyển đạo D2. Hoặc là các bạn nhìn ở chuyển đạo V1, mình có thể ghi nhận được một cái sống P hai pha hoặc là âm sâu với lại là hai pha rộng dày cộm lên. Đó là mình nhắc lại sơ lược về một số tiêu chuẩn chẩn đoán trong dày nhĩ, dày nhĩ phải, dày nhĩ trái hay còn gọi là tăng gánh nhĩ phải, nhĩ trái. Còn tiêu chuẩn để các bạn chẩn đoán tăng gánh thất, thì mình thấy rằng khi mà nó tăng gánh thất hay là dậy thất đó, thì nó sẽ đẩy cái quả tim lệch về phía bên dày, làm thay đổi trục điện tim. Cái đó trong cái vấn đề này, bữa hôm trước các bạn đã học lý thuyết và cái kỹ thuật đo cũng như là phân tích điện tâm đồ, bình thường các bạn sẽ xác định được trục điện tâm đồ. À, ví dụ như các bạn có trục trung gian, trục trái, trục phải hay là trục vô định. Như vậy thì cái vấn đề là đẩy tim xoay về phía bên dày, tăng gánh hay làm thay đổi trục điện tim. Cái thứ hai nữa là cơ tâm thất dày. Và chính vì cái cơ thất dày như thế này thì nó sẽ làm tăng cái biên độ của phức bộ QRS. Và thứ ba nữa là sẽ làm đảo lộn cái quá trình tái cực. Như vậy thì các bạn sẽ ghi nhận được hình ảnh và STT biến đổi thứ phát. Ở đây, khi mà các bạn đánh giá trong cái tâm thất, các bạn có thất trái, thất phải. Ví dụ như thất trái, các bạn có thể quan sát ở đâu? À, các bạn nhìn tôi trên cái mặt phẳng này ha các bạn. Nếu mà các bạn có, ví dụ như là mình nhìn giùm tôi nha, các bạn có T1, D2, D3, AVR, AVN, AVF, đó là các bạn đang đặt vào trong một cái mặt phẳng gọi là mặt phẳng trán, mặt phẳng dọc cắt ngang qua trán. Còn ở đây là các bạn có từ V1 cho đến V6, V1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy thì đây là mặt phẳng cắt ngang, đúng không ạ? Và trong đó các bạn thấy nếu mà dựa trên bề mặt phẳng cắt ngang nè, các bạn thấy nha, V1, V2 là tượng trưng cho ventricular drive, tức là cái thất phải. Và các bạn thấy V5, V6, ventricular gauche là cho thất trái. Thì tương tự nếu mà các bạn dùng cái mặt phẳng trán đó, các bạn nhìn nè, thì các bạn sẽ thấy đối với cái thất trái của mình có phải chính là D1 và AVL hay không? Còn đối với thất phải của mình, các bạn nhìn nhìn thôi, có phải chính là cái D3 không các bạn? Ventricular drive đây. Và thất phải là các bạn có V1, V2, V3 cộng với lại cái D3 của mình. Đó là những cái chuyển đạo để các bạn có thể đánh giá xem nó là có phải thuộc về thất phải hay là thất trái. Thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán cái này mình cũng chỉ lướt qua thôi, tại vì các bạn đã học xong cái bài đánh giá về tăng gánh thất, tăng gánh nhĩ rồi. Như vậy thì trong trường hợp mà dày thất trái, các bạn sẽ thấy à, trục điện tim của mình nó lệch trái, dày thất phải thì các bạn sẽ thấy trục điện tim lệch phải. Rồi tương tự hình ảnh trực tiếp của dày thất trái các bạn đọc ở V5, V6 và dày thất phải các bạn đọc ở V1, V2. Nó có cái gì đó thì phần này xin phép tôi không trình bày lại. Vùng chuyển tiếp của mình trong dày thất trái nó sẽ dịch chuyển sang phải. Vùng chuyển tiếp là cái gì? Vùng chuyển tiếp tức là cái nơi mà cái phức bộ QRS phần dương và phần âm nó trực tiếp với nhau. Như vậy nó dịch chuyển sang phải, tức là nó sẽ lệch về phía V1, V2. Và đối với dày thất phải thì vùng chuyển tiếp của mình nó dịch chuyển sang trái, tức là nó sẽ dịch chuyển về phía V5, V6. Và tương tự trong dày thất trái thì các bạn sẽ thấy hình ảnh trực tiếp ở V5, V6 nhưng mình gián tiếp ở V1, V2 và ngược lại. Dày thất phải hình ảnh trực tiếp ở V1, V2 và hình ảnh gián tiếp các bạn sẽ thấy ở V5, V6, đúng không ạ? Rồi các chỉ số lần lượt đối với dạy thức trái, các bạn có chỉ số Sulcavigione, chỉ số Coronel. Dạy thức phải thì các bạn sẽ có ở tương tự, các bạn cũng có RV1, V2 cộng SV5, V6 ha. Nó sẽ ngược lại với lại cái Sulcavigione này một chút xíu. Rồi,
Nhìn những phần này có lẽ các bạn cũng đã được giới thiệu xong hết rồi. Và một phần nữa thì trong cái vấn đề khi các bạn xác định tăng gánh thất thì các bạn có tăng gánh tâm thu hay là tăng gánh tâm trương. Đối với tâm thu đó, các bạn sẽ thấy cái biên độ của phúc bổ QRS sẽ tăng ở V5, V6 và nó sẽ cái đoạn ST này nó trên xuống ở V5, V6 và T đảo chiều ở những chuyển đạo ngược trái. Còn với tăng gánh tâm trương thì các bạn có R cao ở V5, V6, T1, AVN và sóng S sâu ở V2, V3. Q ha, các bạn sẽ thấy được sóng Q sâu hẹp ở V5, V6. Và cái này các bạn lưu ý giùm tôi là đoạn ST nó sẽ chỉnh lên nhẹ, nhỏ hơn 1 mm ở V5, V6 và nó có sóng T cao đối xứng ở các chuyển đạo ngược trái. Cái này nó hơi khác ngược lại với tăng gánh tâm thu, tức là sóng T đạo ở các chuyển đạo ngược trái. Chẩn đoán dày hay thấp thì cái này phần này cũng chỉ nhắc lại các bạn lướt qua về cái phần lý thuyết. Như vậy thì trên cái mẫu điện tâm đồ thứ nhất này các bạn sẽ ghi nhận được cái vấn đề gì các bạn? Nhờ các bạn phân tích giùm tôi. Nãy giờ là mình đã lượt qua xong cái phần nhắc chút xíu lại thôi về cái phần lý thuyết. Bây giờ tôi muốn nhờ các bạn phân tích giúp tôi cái mẫu điện tâm đồ này. Thì lần lượt các bạn có D1, D2, D3, AVR, AVN và AVS từ V1 đến V6. Như vậy thì trên cái điện tâm đồ này tôi không hỏi các bạn được là nhịp tim bao nhiêu hết. Người ta chỉ cho có mỗi một cái chuyển đạo, người ta chỉ cho mỗi một cái chu chuyển tim như thế này. Nhưng mà tôi muốn hỏi các bạn nhìn ra được cái bất thường gì trên mẫu điện tâm đồ này. Dạ có cái B hai pha không? Cảm ơn bạn. Dạ, B2 pha mà mình nhìn rõ nhất ở đâu ạ? Ở D2. Dạ, mình nhìn rõ nhất ở D2. Và ngoài ra mình còn nhìn thấy được gì nữa ạ? Thì sô cô lốp đi ông lớn hơn 35. Dạ, chỉ số Sokolov-Dion lớn hơn 35. Dạ, như vậy thì ở đây mình nhìn thấy cái này là này lớn hơn 4 rồi đúng không? 1, 2, 3, 4 lớn hơn 4. Cái này nó lớn hơn 3 nữa, chỉ chắc chắn là nó lớn hơn 35. Dạ rồi. Mình nhìn thấy gì nữa ạ? Như vậy thì hồi nãy á mình nói rằng cái sóng V mình phân tích nó ở D2, ngoài ở D2 thì mình còn nhìn thấy ở đâu nữa các anh chị? Các bạn. Ta thấy ở B4, B5, B6 V4, V5, V6 là AVS, AVL. AVF, AVL. Dạ đúng. Nhưng mà thật ra thì theo lý thuyết người ta nói là khi mà mình phân tích sóng P thì mình sẽ phân tích sóng P của mình, hình ảnh của nó sẽ rõ nhất ở D2 tại vì nó sẽ là gì các anh chị? Bởi vì cái trục của tâm nhĩ, cái vector cử cực của tâm nhĩ nó sẽ đi từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, trục cùng chiều với chiều của vector D2 đúng không ạ? Do đó nó sẽ rõ nhất ở D2. Ngoài ra các bạn còn có thể quan sát thêm, người ta đánh giá là ở V1 các bạn. Như vậy thì chúng ta thấy trong trường hợp này mình kết luận cái này là gì? Tăng gánh gì vậy? Tăng gánh nhĩ phải hay tăng gánh nhĩ trái? Tăng gánh bên trái. Dạ, tăng gánh nhĩ trái. Trong trường hợp này nó có tăng gánh nhĩ phải không ạ? Trong trường hợp này mình có nhìn thấy nó được sự tăng gánh nhĩ phải không ạ? Có cái B phạm của B ở B1 nó Dạ. cũng hơi sâu. Nếu mà B âm ở V1 nó hơi sâu, như điều này không có nghĩa là nó sẽ tăng gánh nhĩ phải. Tăng gánh nhĩ phải khi mà sóng cái pha dương của nó sẽ cao cao từ khoảng 2 2,5 mm trở lên thì mình mới tăng gánh nhĩ phải. Còn sâu này là thể hiện cho tăng gánh sâu và rộng lớn hơn hoặc bằng 0,4 mm, thể hiện cho tăng gánh nhĩ trái. Dạ. Như vậy thì đối với tăng gánh nhĩ trong trường hợp này chúng ta chỉ ghi nhận tăng gánh nhĩ trái. Còn đối với hồi nãy mình nói cái chỉ số Sokolov-Dion ở đây là mình đã có
một cái gợi ý để mình nói rằng người này có tăng gánh gì ạ? Chỉ số sô-cô-lớp ghi âm R ở V5 cộng với S ở V1, đúng không ạ? R V5 lớn hơn 20, S ở V1 là 15, 16 gì đó, thì cộng lại nó sẽ lớn hơn 35. Thì đây là mình sẽ thỏa một cái tiêu chí là tăng gánh. Tâm tư. Dạ, tăng gánh thất hay là, đúng không ạ? Tăng gánh thất. Nhưng mà thất phải hay thất trái? Trái. Dạ, tăng gánh thất trái. Hình ảnh kế tiếp là chúng ta thấy được cái gì nó rõ nét nhất ở đây các anh chị ha? Bề thế. Dạ, như vậy sóng P đây nó rất là cao đúng không ạ? Và mình thấy bình thường nếu mà cái tiêu chí của mình chẩn đoán là sóng P cao là khi nó lớn hơn hoặc bằng 2,5 3 mm, trong trường hợp này nó cao đến 5 mm, à, sóng P rất là cao. Và nếu mà các anh chị nhìn tương tự ở hình ảnh ở V1, các anh chị cũng sẽ có một cái sóng P rất là cao lớn hơn 2 mm ở đây nha. Rồi. Trong cái mẫu này thì các anh chị sẽ thấy bất thường của mình nó là gì ha các anh chị? Mình thấy điện tim này nè, mình dùng cái định chuẩn, mức định chuẩn là N là bình thường, đúng không ạ? Và khi mà mình dùng cái mức định chuẩn N như vậy thì mình thấy những cái phức bộ QRS của mình nó bị chồng lên nhau. Đây là D1, D2, D3, AVR, AVN, AVS từ V1, V2, V3, V4, V5, V6. Như vậy thì trong trường hợp này chúng ta có thấy được những cái bất thường gì ghi nhận ở đây không ạ? Sóng P ở D2 có bất thường không anh chị? Dạ không. À, sóng P ở D2 không có bất thường ạ. À. Nhưng mà như vậy thì mình sẽ không ghi nhận được hình ảnh là tăng gánh nhĩ, nhĩ phải hay là nhĩ trái. Tuy nhiên chúng ta thấy được cái chuyện gì ở đây các anh chị? Mặc dù này nó có hai pha nha, nhưng mà nó vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để lớn hơn 2 mm đâu. Rồi, các anh chị thấy được cái gì? Nhắc nhanh. QRS cao, Dạ. T chạch xuống, T âm. Dạ Ở đúng rồi. dưới Như vậy thì trong trường hợp này mình sẽ nghĩ này là gì ạ? Tăng gánh gì tăng gánh tập thu nào? Tăng gánh thất thất nào, thất phải hay thất trái? tất cả. Dạ, tăng gánh thất trái. Tâm làm này thì tăng gánh thì tâm tâm thu đúng không ạ? Tại sao mình nói tâm thu? Bởi vì tại sao mình nói tâm thu ạ? À? ST như thế nào ạ? ST nó trên xuống, Dạ. T T Đảo T chiều. T âm, Dạ. T đảo chiều phức bộ QRS cao nó lớn. Dạ. Này, mình nhìn thấy rõ ràng rằng ST nó chân xuống ở V5, V6 ha. Phức bộ đoạn STT đảo chiều. Dạ. Dạ, mình có thể là mình muốn nghe một cái giọng khác nữa được không ạ? À? Dạ, trên cái chuyển động này, các anh chị ghi nhận được gì ha? Cũng tương tự, cái này là định chuẩn của mình, cái test N. Như vậy có nhiều đọc nhiều đúng không? Vậy thì các anh chị có này là tương tự, mình có D1, D2, D3, AVR, AVL, AVS từ V1 đến V3, V5, V4, V5, V6. Cái này có gì không ạ?
Thu em nghĩ là có tăng gánh vác trái. Dạ, tâm nhánh tích trái, tâm thu hay tâm trương ạ? Mình thấy cái này nó có trên xuống không? Đoạn STT của mình nó có biến đổi thứ phát đảo chiều không? Dạ không. Dạ, nhưng mà trong trường hợp này mình nghĩ cái gì ạ? Dạ thủ thông chương nữa. Dạ. À, trục điện tim trong trường hợp này là trục gì các anh chị? Dạ trục lệch phải thôi. Dạ, trục lệch phải. Ủa như vậy tăng gánh thức trái mà trục lệch phải mình có nghĩ gì nữa không ạ? Bằng gấp hai tất. Dạ, tăng gánh hai thật. Hình ảnh này mình ghi nhận được cái gì ạ? Do đó cái vấn đề mình đọc trục nó cũng quan trọng lắm, đúng không ạ? Thứ nhất là có nhịp tim rất là nhanh, thứ hai là cái biên Dạ. độ QSK nó lớn. Nhịp tim rất là nhanh và chính xác ạ. Ngày thứ hai là gì anh hả? Cái biên độ QSK lớn. Dạ. Và đặt thêm cái gì nữa ạ? Biên độ QRS lớn ở đây mình sẽ có một cái kích ứng gì ạ? Cái sóng T âm. Dạ. Sóng T âm ở V2, V3. Dạ. Âm ở V2, V3. V4 có âm luôn không ạ? V4 là đây. V4 khó nhìn quá, nhìn không ra, của mắt mờ quá. Dạ đây nè, đây tôi ví dụ là ngay cái hình này đây, V4 đó. Và V4 có âm không? Dạ, P5. V5 âm. Dạ, P6 cũng. P6 thì gần như là không ha. Dạ, rồi. Mình còn thấy được cái gì nữa ạ? Như vậy thì mình thấy cái nếu mà mình tính theo chỉ số Sokolov-Dicson thì cái này nó Sokolov-Dicson cái tôi nghĩ là nó dài tới đây nè. ROSOV2 nó dài tới đây nè. Đúng không ạ? Còn nếu mà mình nói là cái sóng R cũng biên độ của nó rất là cao. Biên độ của sóng R lên tới đây nè, V5 là lên tới đây luôn á. Vậy mình có kết luận gì ở đây ạ? Dạ, xin cái kết luận của cái này là gì? Nhịp cương này có tăng cánh mắt trái thì tâm thu Ừ, tăng gánh tất trái. Rồi, nó còn gì nữa không bạn? Bạn nhìn nè, nếu mà chúng ta nói mình nhìn cái R ở V1 nó thấp nó cao nè. Tăng gánh tất trái là tại vì mình dựa vào cái chỉ số Sokolov-Dicson mình thấy rồi. Nhìn bây giờ mình nhìn R về một nó cao hay nó thấp, rồi mình nhìn tiếp giùm tôi là cái trục điện tim này là trục phải, trục trái hay trục vô định hay trục trung gian? nhà trục lệch phải cơ. À dạ, trục lệch phải, bởi vì mình thấy ở D1 này, ở D1 đúng không ạ? Như vậy là âm đúng không? À, ở ABS dương, trục lệch phải rồi. Như vậy thì mình sẽ có một cái nhìn nhận chung, cái này là gì? À, ngoài cái chuyện là nhịp nhanh xoay, nhịp nhanh rồi thì mình còn thêm cái gì nữa?
Này con cái nhịp nhân son nhịp nhân xoay này. tăng tăng gánh thất trái Nhịp nhân xoay tăng gánh thất cái trái. trục lệch phải thì mình nghĩ tới tăng gánh hai thất. Tăng gánh hai thất. Trên cái mẫu này mình thấy được cái gì ha các anh chị? Bất thường là gì ha các anh chị? Có thể hình như tôi cũng không nhớ chính xác là có phải cô Sâm đã gửi cho các bạn các anh chị 10 cái mẫu điện tim khác hay gì đó. Nhưng mà tại vì tôi có hỏi thì tôi thấy là các bạn các anh chị chỉ mới là học cái phần tăng gánh, thì hôm nay tôi bài tập sẽ chủ yếu chỉ xoáy vào trong cái phần tăng gánh này thôi. Và chúng ta nhìn giùm tôi ha, ở đây mình có D1, D2, D3, AV, AVR, AVL, AVF từ V1 cho đến V3, V4, V5, V6. Rồi bây giờ mình nhìn một cái chuyển đạo V1 kéo dài ha. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ ghi nhận được cái gì trên cái điện tim này? Sóng B cao ở V1. Sóng B rất là cao ở V1 và nó có dạng hai pha, trong đó pha dương rất là cao, cao lớn hơn 3 mm luôn. Sóng B cũng tương tự rất là cao ở D2 và nó cao là 3 mm. Nè, V1, sóng B hai pha và cái pha dương này rất là cao. Như vậy thì cái này mình nghĩ cái gì các anh chị? Mình chỉ nhìn cái đó thôi. Mình sẽ kết luận này là nhịp xoang đều tần số nhiêu lần phút đó ha, kèm với cái này là có cái gì các anh chị? BV Tăng và PV tăng gánh nhĩ phải ha. Mình sẽ thấy có vấn đề là tăng gánh nhĩ phải. Vậy có tăng gánh thất phải không? Câu hỏi đặt ra là có tăng gánh thất phải không? Dạ em nghĩ là có. Tiêu chuẩn nào để mình nói tăng gánh thất phải Em thấy R ở V2 cộng với S ở V V5 V6 nó lớn hơn 11 mm với và trục lệch phải. và đồng thời mình thấy giùm tôi là cái R ở V1 á, đây R ở V1 của mình nó có lớn hơn 7 không? Dạ có. Như vậy thì ngoài cái chuyện là mình nhìn thấy cái bê phế chỗ này thì mình cũng lưu ý giùm tôi cái vấn đề là có tăng gánh thất phải hay không luôn ha. Rồi. Trên cái điện tâm đồ này mình ghi nhận được gì vậy? Sơ của lớp ion là lớn hơn 35. Lý lớn hơn 35. ST trên xuống ở ở V5 V6. Sóng T tạo chiều. Trục gì ạ? Dạ trục hơi 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 lệch phải chút, hơi lệch trái chút xíu. Đúng rồi, hơi lệch trái, có xu hướng trái ha. Như vậy thì trong trường hợp này mình ngoài chuyện là mình sẽ kết luận là nhịp xoang đều, mình D2 mình thấy ở này là nhịp xoang đều tần số bao nhiêu lần một phút đó, rồi kèm theo của vấn đề của mình chính là tăng gánh thất
thất gì ạ? Thất trái. Dạ tăng gánh thất trái. Ừ. Tâm thu với tâm trương ạ. À? Dạ tâm thu. Dạ tâm thu. Ô hố tới đây à. Đây này. Dạ tới này. Này dễ ha. Này có gì ạ? Trục thì hơi 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 lệch phải À, trục lên đây phải. Lên phải luôn á sóng chứ. Tại vì cái này dương mà, đúng không? Thì sóng anh. sóng R cao ở V1 Dạ, sóng R cao ở V1. Dạ. ST trên trên xuống ở V1 V2 V3 À, V4 ST. STT đảo chiều ở V1, V2, V3, V4. À. Như vậy thì mình nghĩ gì ạ? tăng gánh tất phải. Dạ tăng gánh phải. Và mẫu này mình thấy có vấn đề gì ạ? Hay không có gì hết luôn. Đây thấy có một cái có dạng QS ở D3 với AVF luôn. Dạ, yeah. Cái QS ở D3. D3 AVF. Dạ, yeah, AVF. Cái thứ hai nữa là có cái ST trên xuống ở V4, V5, V6 và T đảo chiều. Dạ. Yeah. Cái Sokolov đi ông nó chọc nhau quá nhìn không ra coi. Sô-cô-la gì không? Rồi anh muốn xứng sô-cô-la dòng nào? Lựa cái nào Dạ, nói? là V5 với V2 ấy. Bây giờ V2 ha. RV5 đúng không ạ? À? RV5 mình đếm nha, 1 nè, 2 nè, 3 nè. Và cái này nó là được 4 là 20 nè. V2. V2 của mình thì mình được là cái này là chọn là 2 nè, cái này là 2 nửa nữa nè. Như vậy thì cái này là đúng là 35 luôn đấy. Như vậy mình kết luận là gì ạ? À? Này có cái tăng tăng gánh thất trái. Dạ, tăng gánh Dạ thức. có cái vấn đề cái ở chỗ của cái QS ở D3 với cái AVF đó cơ. Dạ. Rồi con cái nó tề nó âm ở đó nữa. Cái dạng nó cái dạng dạng QS với tề âm ở D3 AVF đó. Dạ. D2, D3, VF ha. Dạ Nhưng mà đúng. giờ nó là được hai chuyển đạo đúng không? Là hai chuyển đạo là D, D3 và VF thì mình vẫn tính. Nghĩ kết luận đúng không ạ? Này có một cái có khả năng là nhồi máu cơ tim cũ vùng vằm. Cái thứ hai nó Là tăng gánh theo thất dõi trái. sẹo nhồi máu ha, sẹo cũ. Dạ. Hình ảnh này quen thuộc, nãy giờ mình đọc đi đọc lại rất nhiều. Dạ là gì ạ? Nhất là nhịp tim nhanh, cái thứ hai là trục hơi lệch phải, cái thứ ba là sóng R cao ở V1,
R cao, nhịp tim nhanh, trục đạch phải, R cao V1, chỉ số Rồi. sucrose di dòng. Dạ cũng cũng hơn 35. Dạ. Dạ, ít luôn ạ. Còn cái này là nghĩ tới tăng gánh hai thắt rồi. Dạ, tăng gánh hay thật. Thế thì cái này nó có tăng gánh nhĩ không ạ? Mình nhìn có thể thấy tăng gánh nhĩ không ạ? Không. Nhịp sống B này nó nhỏ thôi. Dạ. Như vậy thì đây là một số cái bài tập ôn lại các anh chị là vấn đề tăng gánh. Thì mình có tăng gánh nhĩ, tăng gánh thất, ha. À, tăng gánh hai thất, vân vân, tăng gánh hai nhĩ. Rồi phần này các anh chị có vấn đề gì không ạ? Thì thật ra cái vấn đề mà tăng gánh này bài tập của mình nó ít thôi. Nhưng khi mà các anh chị bước sang cái phần kế tiếp là mình nói từ rối loạn tạo nhịp, rối loạn nhẫn truyền hay là bệnh mạch vành thì mình sẽ có rất là nhiều những vấn đề liên quan. Các anh chị có vấn đề gì không? Nếu không thì mình ngưng lại tại đây ha. Cảm ơn các anh chị tham gia. Dạ chào. Dạ chào các anh chị.